Ok và hello anh em, chào mình quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Plan Vector B2 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu view được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan Vector B2. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình là channel MR Thành ở bên này để xem thêm những cái video mới nhất. MR ở đâu? Nhầm, quên. Đây. Phải vào YouTube chứ mới ra chứ. MR Thành đây với Shadowfire 2, với Tiny Gladiator, robot điện tử và rất nhiều cái tựa game hay ho hơn nữa. Rồi thì chúng ta vẫn là cái con Dati Chokes đây, một cái con hoa Atiso anh em ạ. Hoa Atiso và nói chung là cũng khá là hay, cho hoàn toàn lấy được nó. Rồi chúng ta sẽ vào PVZ các kiểu, cho thêm 5 game đấy anh em, 140 game. Thoải mái mà làm nhiệm vụ, thoải mái con gà mái. Rồi chúng ta sẽ có 25 ngày để lấy cây Dati Chokes này. Và hiện tại là cái chiến lược của mình nó đang rất là tốt, đánh rất là bay. Phải nói vậy, đánh rất là bay. Ok, sẵn sàng. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này đã. Giờ mình đăng cái video của bên kênh này lên đã. Chưa được à? Đang anh em xem muốn xem Dragon Mania Legend thì ở qua channel đó nhá, và xem nhá. Dati Chokes mình không dùng tại vì nó có level 1, nó hơi yếu. Ok. Chơi nào ấy nhỉ? Đây đúng rồi. Chính xác. Mình nhớ cái chơi rồi anh em ơi. Chơi đợt này nó hơi củ chuối và nó hơi dị một tí xíu. Anh em phải tập trung đấy thì mình chơi được. Rồi ok. Đấy. Rồi. Ok con dê nào. Chúng ta phải phá hủy cái này bằng được này anh em. Phá hủy cái này bằng được. Cho nó nổ đi. Nhanh. Không ăn nhanh là vỡ mồm đấy anh. Chính xác. Phải ăn nhanh em ạ. Phải ăn thật nhanh. Đạn luôn. Mỡ vậy nè. Cày thật sự luôn anh em. Đừng lên trước khi Ok, đang lên. Chết tiệt thật sự anh em ạ, bọn nó ăn hết cây của mình rồi. Cây cú thích nhờ, bây giờ làm nào đây? Ok boy. Kích hoạt cái này ra. Ăn đi. Ô, cái này không kích hoạt nhờ. Cái bia mộ anh em, cái bia mộ ở đằng trước mới đáng sợ. Biến bọn nó hết thành ngày ấy anh em ơi. Còn này vẫn một rồi. Đang rất khó đây. Để ăn cái này đã. Nào, bắn thì bắn nào. Con ơi, lên đi nào. Nó lại đứng ở trước đây luôn ạ. Bắt đầu anh em ơi. Hay quá. Để nó vào anh em ơi. Cố lên nào. Chúng ta đang có bảo vệ hết sức tối đa dành cho cái này. Ăn nó luôn. Vẫn kịp lấy một cái nữa anh em. Hay. Từ từ thôi. Cho nó nổ nhá. Khá là khó, chỗ này khó chơi ghê. Mấy con ghẻ này. Tránh được ra để mình lấy mấy kia nào. Có 29 giây thôi. Ô đây. Từ từ. Ăn này phát.
nó hết rồi, hết rồi. Hơi chậm nha, còn có 6 giây thôi. Và 4 triệu điểm thì chúng ta vẫn sẽ hoàn thành được. Hiện tại vẫn hoàn thành được 4 triệu điểm. Khó hơn khá nhiều, nó lên được 2.100.000 rồi. Không thể bằng mình được, mình đảm bảo anh em, từ anh em mình sẽ đăng cái video của cái này lên đây đã. Dragon Mania Legend đã, đăng lên phát. Sorry anh em. Rồi, ok, công khai phát. Rồi, quay trở lại với game nào. Game hay mà. Chúng ta được một cái găng tay. Chúng ta đang có những cái chiến thắng rất là ấn tượng, rất là tốt ở bên này. Rất là ngon luôn. Ôi, 85 rồi. Dã man ạ, à, đánh mắc ping à. Kinh khủng thế. Chơi thêm trận nữa, mỗi ngày chơi 2 trận Battle Z trước, xong rồi thích làm thì làm. Cứ xong 2 trận Battle Z ra, xong rồi anh em muốn làm cái quái gì thì làm. Thế thôi. Vẫn là một vài thứ, đó chính là cái chỗ này rất là khó chịu, mình rất là ghét. Reload. Rồi, ready, sẵn sàng anh em. Chúng ta sẵn sàng. Và thế này đã. Rồi, ăn cái này đã. Ăn được rồi anh em ơi. Ăn được đấy đâu. Con lợn này. Đúng rồi, nó gây khó khăn cho chúng ta quá. Now. Oh my god. Lạy Chúa trên cao. Nó ăn được rồi nè. Mấy con ghẻ này nó ăn được rồi. Mèo hiểu luôn tại sao nó ăn được cái chỗ này luôn. Rõ ràng là mình đã để sẵn sàng đây rồi. Đúng là khó chịu thật sự. Ăn đi. Chết hết. Con lợn. Glugator. What the fuck. Tôi không thể tưởng tượng nó vào đông thật sự luôn ạ. Có một cái bên này mà không ai ăn này. Bảo vệ trước mắt được không? Đánh rắm. Vãi đạn ạ. Nó đích cho mình ăn luôn ạ. Thề. Khó chịu bậc nhất luôn. Ăn. Ăn trước khi nó nổ. Úi trời. Cố lên nào. Các bạn trẻ ơi. Mấy cái này là quan trọng vãi cả đạn luôn ạ. Nó đẩy ngược lại đấy anh em. Đẩy ngược lại rồi. Ăn luôn. Chặn nó lại đây phát nữa. Cho nó nổ đi anh em. Đúng rồi, chính xác, cho nó nổ đi. Này làm nào để ăn được đây. Nó trồi lên bây giờ này. Nó chịu bậc nhất luôn anh em ạ. Rồi. Quân số rất đông. Chúng em đang vào đấy. Vào đây nào. Vào đây này. Rất khó chịu luôn. Rồi. Biến thành cái điện. Ăn. Chưa rồi, không kịp ăn rồi. Toàn đứng chỗ này thôi anh em ạ. Khó chịu thế. Mình làm nào đây, tôi phải ăn được cái mỹ mộ này. Ôi ôi, được 4.500.000. Ôi ôi, dã man. Vỗ tay. Mà nó không áp dụng cái chiến thuật này thì cả đời không ăn được mình đâu anh em ạ. Yes, hay lắm. 20 điểm đúng không? Cho có 20 điểm rồi. Đầu tiên mình đến được một cái chuỗi trận thắng nó dài kinh khủng khiếp đấy. Phải mười mấy trận thắng rồi. Dirty jokes. Phát sau sẽ được thêm khoảng 50 game anh em ạ. Oh, wow. Hay, rất là hay. Rồi, chúng ta sẽ quest complete này. Có gì hot, có thêm được 2 kẹo, mình đã có hơn 500 kẹo cơ. Mình chưa biết là sẽ nên đi mua cái gì. Chưa có ý tưởng mua cái gì cả. Dirty jokes. 10 cây Dirty jokes, 10 mảnh Dirty jokes, giá chỉ có 25 game thôi. Rất hạt rẻ. Homing Twitter cùng bạn một cái đấy à? Ồ,
Mình có thể mua được anh em ạ, mình có thể mua cái sở hữu cái này luôn này. Ok, cũng được anh em, cái này thấy khỏe vãi đạn đấy, mua sở hữu nó cũng luôn được. 257 à? Ủa đắt lắm, đắt lắm, đắt lắm, đắt lắm anh em ạ. Starfruit Packet, cái này là cái gì nhỉ? Ô, mình có cái Starfruit đâu? Ô, mình mở khóa được cái Starfruit gì á? Ô, đủ mảnh, đủ mảnh, đủ mảnh anh em ạ, đủ mảnh để mở khóa Starfruit rồi. Ô, vãi đạn. Vãi đạn phải không? Hình như phải mở đủ mảnh đúng không? Đừng có đùa. Tao không đùa đâu. Ăn lóc này, ôi, Starfruit là một cây mua được tiền. Chào mừng em đã đến với chỗ anh ạ. Ôi, Starfruit ạ. Ngon. Cây khế. Đây phải cây khế không ta? Thấy bảo người bảo đây là ngôi sao khế. Mình cũng không... Đó là Star... Phua kính gọi là một loại cây... ngôi sao. Thì chắc là chỉ có một cây khế thôi anh em. Wow, sắp lên cấp này. Tao kêu 6 này. Ui dã man ạ. Chào mừng cây khế đã trở lại. Vãi đạn, hình như là đang có cái sự kiện để mở cây khế phải không ta? Penny Pursuit này tôi không nhớ lắm. Nhiều thứ hay ho ta. Oh, Unlock Starfruit. Trời, chuẩn xác, chuẩn xác, chuẩn xác, chuẩn xác, chuẩn xác. Unlock Starfruit này, ngon ghê nhỉ. Hình như được dùng cả Starfruit trong này sao nhỉ? Yes, hay hay hay. Starfruit giá 125.000 đấy anh em ạ. Bây giờ mãi mở được. Hay quá. Dirty Jokes Starfruit này. Được thêm 50 cái premium để có thể lên cấp thêm này. Yes. Không cần phải mua nữa anh em ạ, mà nó phát free. Họ phát free cho chúng ta. Holy shit. Khỏe vãi. Oh my god. Sao mìn này. Tôi cần là con Starfruit hay cần cái gì đó để gọi là... Đây rồi, Starfruit rồi anh em ơi. Ok ok. Đã vãi. Vãi đạn. Để đây phát. Cái này là phá hủy khá nhanh đây anh em. Taran 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 taran. Taran 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 taran. Ui, Starfruit bắn mạnh vãi cả lồng đèn anh em ạ. Bắn khỏe lắm. Bắn khỏe thôi rồi luôn ạ. Ui ôi, Starfruit. Ui ôi, bắn sướng nhỉ. Phải nói cực kỳ là sướng anh em. Starfruit, có Starfruit trong tay. Tôi không sợ bất kỳ ai nữa. Thực sự may phục anh em, mình để theo cái kiểu ngớ ngẩn này chắc là đánh được. Dã man nhỉ. Nhìn nó đẹp ấy. Nhìn đẹp vãi đạn luôn ạ. Oh my god. Đang tới, đang tới, đang tới. Đang tới, ui nó cho lốc xoáy ạ. Bảo vệ phát. Bảo vệ phát. Nhìn đẹp. Kinh hoàng luôn. Starfruit level 5. Dã man ạ. Ui. Nó gọi là chất lượng ạ. Nó gọi là chất lượng vãi cả đạn luôn ý. Vào gần cái mình cho chết luôn ạ. Trời ơi. Xịn vãi cả đạn luôn ạ. Bot 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 bot. Bot bot cửa giữa. Ủa ôi nó cho cái Starfruit vào đây. Chỗ này. Này nó hơi láo chỗ cửa, chỗ này hơi khỏe quá này. Ủa ôi, Starfruit khỏe vãi cả đạn luôn, khỏe thế nhờ. Wow. Mình đã sở hữu cây Starfruit. Yes, quá đỉnh cao luôn. Ok, chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.